Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh miền núi Tây Bắc của Lượng. Các bạn ạ, hiện tại thì Lượng đang ghi hình tại một cái chợ phiên ở trên vùng cao biên giới nha các bạn nhé. Cụ thể hơn thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên của xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Chợ nơi đây thì được họp vào sáng ngày thứ 6 hàng tuần các bạn ạ. Đây là cái buổi sáng đầu tiên Lượng đi ghi hình tại chợ phiên vùng cao trong năm 2023 này nha các bạn nhé. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá và trải nghiệm xem ở trên đồng bào vùng cao họ có các mặt hàng gì để bán ở trong dịp đầu năm nha các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là chủ yếu là cộng đồng người Hơ Mông các bạn, Hơ Mông Hoa ở trên Tây Bắc các bạn. Ngoài ra thì có người Nung này, người Thu Lao này và người Phù Lá, họ trao đổi buôn bán hàng hóa đây cũng vô cùng là tấp nập nha các bạn nhé. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá và trải nghiệm cái chợ phiên ở trên vùng cao này thôi. Mời các bạn đồng hành cùng mình nhá. Các bạn ạ, mình đi ghi hình tại chợ phiên thì vào lúc buổi sáng sớm. Bây giờ người dân thì một số người thì mới khuôn vác những cái mặt hàng nông sản, sản vật ra chợ này. Đây một số người đang bày hàng. Ở khu vực này là khu vực họ bán mía này các bạn. Họ mía là ở trên vùng cao là một cái thứ gì đó rất là quý luôn nhá. Mía bán chạy lắm các bạn. Bán chạy hơn cả thịt lợn đen luôn. Vì là các bạn ạ, mía ở trên vùng cao thì họ rất là khó trồng. Và trồng thì nó không ngọt đấy các bạn, nên là họ phải nhập ở nơi khác về. Một số người thì đang chở mía đến này, họ phải nhập ở nơi khác về, mang ra chợ để bán. Mình thử hỏi giá xem mía ở đây bán thế nào. Cháu chào cô nhá. Cháu hỏi chút, mía này thì mình bán bao nhiêu tiền một bó này ạ? Cái này ạ? 10.000 à? Vâng, cháu cảm ơn cô nhá, chúc các cô đán hàng nhá. 10.000 một bó các bạn. Cái này bán tầm gần trưa trưa là hết sạch rồi đấy nhở. Vâng, cảm ơn cô ạ. Đây bên này thì cô có một cô bán các loại giống rau củ quả các thứ này. Đây có loại giống đố nhá các bạn nhá. Chào cô nhá, cháu quay chút nhá. Cô đang bày hàng. Vâng, nhà cô ở gần đây không cô? Cháu quay nhá. Đây này các bạn ơi, đây là đố hoa ở trên vùng cao này các bạn. Đó, cái này hạt giống này các bạn. Đây các loại đố này, đây, củ gấu tàu này, dùng để chữa đau nhức xương khớp này các bạn, mang về ngâm rượu xoa bóp này. Còn cái này là chai mật ong ạ. Các bạn thấy chai mật ong rừng này, mật ong nguyên chất 100% đấy các bạn nhé. Họ đựng vào chai bia như này đó, để di chuyển nó khỏi bị vỡ này. Di chuyển chai thủy tinh thì nó chai thủy tinh thì nó rất là nguy hiểm. Nguyên chất 100% này các bạn. Cái này thì sử dụng, nói chung là sử dụng mật ong vào buổi sáng sớm rất là tốt luôn này, để bảo vệ đường hô hấp này các bạn. Hoặc mang về pha vào bột tam thất để ngăn ngừa phòng chống ung thư và chữa bệnh rất là tốt nhé các bạn nhé. Cái này pha với tam thất thì bột tam thất thì dùng để chứa dạ dày thì rất là hiệu quả luôn các bạn. Đây, hạt dưa mèo này. Đó. Tôi cảm ơn cô nhá. Chúc cô đắt hàng nhá. Vâng. Giờ thì mình đi thẳng vào trong này để các bạn đi khám phá. Ở dọc đường này thì họ cũng trao đổi rất là nhiều các loại mặt hàng rau củ quả này các bạn. Chợ này phong phú lắm các bạn. Họ bán tất cả các loại mặt hàng luôn nhá các bạn nhá. Đây ở bên này thì mình thấy họ bán rau này. Ở đây thì đa số là cộng đồng người Nùng ấy các bạn. Họ ngồi đây bán rau. Chào cô nhá. Rau này các bạn. Rau trên vùng cao xanh ngon lắm các bạn. Này thì không có tí nào gọi là phân thuốc trừ bỏ thuốc trừ sâu được các bạn. Đó. Rau này bao tiền một mớ cô? 5.000 à? Cháu cảm ơn cô nhá. Cô là người Nùng ạ? Hay người Phù Lá à? Phù Lá. Wow, cái bắp to thật. Cái quả này được 2 cân không cô? 3 cân cơ à? 3 cân 7. Ấy dạ. Nhà mình trồng đấy à? Trồng trên nước à? Cháu cảm ơn cô nhá. Mình là người Nùng à cô? Phù Lá. Phù Lá. Còn đây là trứng vịt nhỉ cô nhỉ? Trứng vịt đây bán bao tiền một quả? 6.000 một quả. Rau đậu Hà Lan này. Cái này mang về nấu canh hoặc ăn lẩu nhỉ, ngon lắm. Củ cải này các bạn. Cháu cảm ơn các cô nhé, chú các cô đán hàng ạ. Đây các bạn ơi, khu vực này mới là khu vực cũng khá là thú vị này các bạn. Ở đây thì mình thấy họ bán cũng khá là nhiều các mặt hàng nông sản này, sản vật địa phương này các bạn. Đó, mình đi vào trong này quay và chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhé. Mua nhiều trứng đấy cô. Họ bán bao tiền quả đấy, trứng gà này? 4.000 à? 6.000 à? Ở đây này mình thấy họ bán tất cả các loại rau luôn này, những cái mớ rau ở trên vùng cao này các bạn. Rau răm này,
là rau thơm này các bạn. Đó. Ở đây thì đa số là rau họ tự trồng này các bạn, và không sử dụng phân bón, không sử dụng thuốc trừ sâu này các bạn. Và một số người thì họ nhặt những cái loại rau thiên nhiên để sử dụng đấy. Nói chung là rau thiên nhiên thì sử dụng nó rất là an toàn các bạn. Đó. Ở đây thì có một cô bé mặc trang phục của người Mông rất là đẹp. Quay đây nào, quay đây chú quay phim cái nào. Xinh gái quá nhỉ. Xinh gái quá nhỉ. Chào các bà nhá. Bà năm nay bao tuổi rồi bà? Bà biết nói tiếng Kinh không? Cô ơi, hỏi bà xem năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà bên này cơ. Cô, bà năm nay bao tuổi rồi? Con nhớ tuổi không, nhớ tuổi à? Nhà bà ở gần đây không cô? Chipo à? Ở đây họ không biết nói tiếng phổ thông. Và mình gửi hai bà, trông cũng khá là tội. Hai bà già rồi, mình gửi mỗi bà 100.000 nha các bạn. Cháu tặng cho bà này, cháu không mua được đồ gì cho bà đâu. Cháu tặng cho bà 100.000 bà. Bà cầm hộ cháu với. Đấy, cháu tặng bà 100.000. Vâng, cháu đưa cho bà đấy, bà cầm hộ cháu với. Bà không lạy, đấy à. Đấy, cháu tặng hai bà nhá. Mình tiếp tục đi vào trong này, đưa các bạn đi khám phá cái chợ phiên ở bên trong này các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát được khung cảnh chợ phiên này các bạn. Đó. Rất là đông vui, nhộn nhịp này các bạn. Chào cô nhá, Tam Thất à. Cái này bao nhiêu củ một cân đấy ạ? 10 củ à? Cái này cháu quay tí nhá. Nó hơi bẩn một tí các bạn. Đấy, cái giống này thì kiểu là đào, vừa mới đào về đấy, đào về lâu chưa? Không đâu ạ. Hôm qua vừa mới lấy về à? Đây mình cầm cái loại này 10 củ đúng không ạ? Cái này 10 củ đấy. Đây các bạn. Cái này các bạn mang về hầm gà, hầm xương này các bạn. Đó. Hoặc là ngâm rượu này các bạn. Cái giống này nó rất là tốt nha các bạn nhá. Đó, các bạn mang về hầm gà, hầm xương này, ngâm rượu này. Đó. Sử dụng để chữa bệnh này các bạn. À, cái này thì các bạn có thể mang về ngâm mật ong hoặc là phơi khô ra này các bạn, hoặc là lấy củ khô về tán thành bột ra pha với mật ong hoặc pha với nước nóng uống, dùng để chữa rất là nhiều bệnh nhá. Bây giờ mình đọc một số công dụng của cái loại củ tam thất này các bạn. Cái củ tam thất này công dụng thì nó rất là nhiều. Đó. Nó dùng để chữa khớp này các bạn, viêm khớp này, thoái hóa cột sống này. Đó. Và chữa dạ dày này các bạn, u biếu này các bạn. Các bạn nào mà bị u biếu mụn nhọt nhiều thì sử dụng cái này rất là tốt nha các bạn nhé. Mang về pha với nước nóng, tán phơi khô ra, tán thành bột ra pha nước nóng uống nha các bạn nhé. Đó. Hoặc là ngâm rượu, hầm gà, hầm xương. Đó. Bác nào mà sau khi xạ trị sử dụng cái này rất là tốt. Dạ dày cái này sử dụng rất là tốt luôn này. Ngăn ngừa phòng chống ung thư này các bạn. Đó. Cháu cảm ơn các cô nhá, chúc cô đan hàng ạ. Đây bây giờ mình đi sang bên này, được các bạn đi khám phá. Ở đây thì mấy bà cô đây thì cũng bán rau này các bạn. Các loại rau củ quả nông sản sạch ở trên vùng cao. Bà mắt bị làm sao đấy ạ bà? Đấy là mình dạ. Mẹ ạ? Mẹ của cô bị làm sao này? Mắt bị từ bé rồi à? Thế cơ mà bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hơn 80 tuổi. Thế nhà ở gần đây không ạ? Nhà ở gần đây không cô? Cách đây mấy cây, theo đường về Lùng Cải đấy à? Vâng, thế là đi xe máy ra đây à? Đi theo cô ra đây à? Đi ô tô khách về đây à? Đi xe khách ra đây bán hàng à? Bà cũng rất là dài mà vẫn sáng sớm vẫn tranh thủ bắt xe khách ra đây bán hàng. Cô nói với bà cháu tặng bà 100.000. Vâng, bà cầm hộ cháu với, cháu tặng bà 100.000 nhá. Chúc bà mạnh khỏe nhá. Vâng, cảm ơn hai bà. Giờ thì mình đi sang bên này khám phá. Cháu chào cô, cháu chào bà. Bà biết nói tiếng Kinh không? Cái này dùng để làm gì ạ? Hạt tam giác mạch dùng để gieo các bạn. Cái giống này giống khác nhỉ? Các bạn là mình thấy cái giống tam giác mạch này nó hơi khác so với cái hạt ở bên Hà Giang. Tam giác mạch là hai loại. Hai loại. Cháu cảm ơn bà nhá. Chào cô ạ.
Đây là hướng xuống khu vực ẩm thực này, và một số những cái đồ gia dụng thiết yếu này, và khu vực quần áo thổ cẩm, và rất là nhiều điều thú vị, các mặt hàng nông sản đặc sản ở trên vùng cao nhé các bạn nhé. Chào cô, ớt treo gác bếp. Anh chào em gái nhá. Em bán rau à? Em là người Mông hay là người Nùng hay người Phù Lá đấy? Em người Mông. Người Mông à? Nhà em ở gần đây không? Em không đi học nữa à? Em lấy chồng nên bỏ. Lấy chồng nhá, lấy chồng bỏ học. Năm nay bao nhiêu tuổi mà lấy chồng rồi? Em 17 tuổi. Lấy chồng từ năm bao nhiêu tuổi? 5 vừa rồi mới lấy. Bao nhiêu? À, năm vừa rồi mới cưới à? Ừ, cảm ơn em nhá. Thế có con chưa? À, đang chửa. Vâng, cảm ơn em nhá. Chúc em đắt hàng nhá. Đấy, bây giờ mình sang bên này cho các bạn đi khám phá. Ở đây rau này các bạn, và những cái chổi ở trên vùng cao họ tự làm nha các bạn nhá. Wow, xinh gái nhé. Cháu năm nay được mấy tuổi rồi chị? 2 tuổi chưa? À, 2 tuổi rưỡi rồi. Rất ngoan. Năm nay bao nhiêu tuổi mà có hai đứa con như này rồi? 26 tuổi rồi cơ à? Lấy chồng muộn nhỉ. Đây họ bán đá mài này. Chào chú nhá. Đá mài. Đá mài rào, cái giống này mài sắc lắm này chú nhỉ. Cục này được 2 cân không? Chắc được đấy nhỉ. Cân mấy thôi nhỉ? Cục này nhỏ nhẹ hơn. Cái này lấy ở trên núi nhá. À vâng, cảm ơn chú nhá. Đây có chú bán cái này gọi là cái cán cuốc này các bạn. Cán cuốc, cán sẻng các thứ này. Đó. Còn cái này thì là cái dùng để xúc thóc này các bạn, hoặc là phân để bón cho ngô này. Đây là khu vực họ bán rượu ngô này các bạn. Họ một khu vực rất là phong phú tại chợ phiên vùng cao nhé các bạn nhé. Hầu như là đi các chợ phiên vùng cao, chợ nào thì họ cũng bán rượu ngô này các bạn. Rượu ngô thì họ bày bán thì nói chung là rất là chạy luôn. Đó. Ở trên vùng cao thì họ chỉ sử dụng rượu ngô nhé các bạn. Và rượu ngô ở trên đây họ tự nấu thôi. Đó. Thì họ mới sử dụng. À, đây mọi người bán rượu thì phải rượu thật ngon, thật ngon thì dân mới mua nha, vì ở đây ấy thì họ phải nếm thử nha các bạn, nó thẩm rượu trước này. Đó. Ngon thì họ mới mua. Rượu ngô à? Rượu ngô này. Đó. Vào trong khu vực này thơm lắm bạn, rượu ngô thì họ nấu theo phong cách truyền thống của họ rất là thơm. Nay bán được bao nhiêu lít rồi cô? À, vừa mở hàng được 10 lít rồi cơ à? Vâng. À, ông kia chắc là nhà có việc, em sáng sớm mua càn 5 lít rồi. Vâng. Đó. Cháu cảm ơn cô nhá. À, chú thử rượu à? Thử ngon mới mua anh nhỉ? Em thử rượu. À, lấy cái ba lô đi để đựng rượu à? Cho can vào trong đấy là... ba lô chỉ để đi cho đựng cái can chở vui rượu về thôi. Đó. Ngon không chú? Nặng lắm anh nhỉ? Không nặng, không nặng à? Ô, rượu này mà không nặng. Chú uống rượu giỏi ấy nhỉ. Buổi sáng mà làm một nắp như thế mà không nặng cơ. À vâng, cảm ơn nhá. Cảm ơn cô nhá, chú các cô đan hàng nhá. Đấy các bạn, đây là những cái bộ trang phục truyền thống của đồng bào người Mông Hoa trên này này. Chào cô nhá, phở tự tráng, phở của người Nùng. Cái này là túi bao tiền nhỉ? 20.000 kèm cả nước chấm này, gia vị và rau thơm. Cảm ơn cô, chúc cô đắt hàng nhá. Đang bày hàng à chị? Cái này là chai thuốc xoa bóp xương khớp à? Thuốc để xoa bóp xương khớp này các bạn. Ai mà đau nhức, đau lưng, mỏi gối hoặc là bị té ngã, bầm dập cái gì, các bạn lấy cái này về xoa bóp nhá các bạn nhá. Họ ngâm rượu sắn này các bạn. Ai nhu cầu mua tất cả các mặt hàng ở trên vùng cao thì alo cho lượng nhé, cái này sử dụng tốt lắm bạn. Ví dụ như các bạn đi đâu vấp chân hoặc là ngã xe gì ấy, bầm tím ấy, sử dụng cái này thì rất là tốt luôn. Gừng này các bạn, gừng vùng cao đó. Ở trên vùng cao thì họ trồng rất là nhiều gừng. Chào bà nhá, bà đang thêu cái những cái họa tiết hoa văn dùng để làm váy làm áo này các bạn. Đó. Chào em gái nhá, sao cười tươi thế, bán gì mà chưa thấy bày ra vậy hay bán hết rồi?
bán phở còn đúng 2 túi thôi. Đây là bánh gấc à cô? À, bánh gấc này các bạn. Nay bán bao tiền một bánh? 2.000. À vâng. Cảm ơn cô nhé, chúc cô đặt hàng nhé. À đây mình thấy họ bán cái này là hương này các bạn. Hương trên vùng cao họ tự làm này các bạn. Họ làm thủ công các bạn nhé. Cái giống này đốt thơm lắm các bạn. Cái này thì họ tự bào chế từ những cái loại cái vỏ cây ấy. Đó, cho nên là không có tí hóa chất nào đâu các bạn. Đốt nó rất là thơm này các bạn. Đó. Củ cải các thứ này. Chào cô nhá. Rau này. Ở chỗ này thì họ bán rau rất là nhiều luôn. Rau sạch. Sao lại quay mặt đi? Quay mặt đây trong ngắm tí nào. Em gái năm nay bao tuổi? 16 tuổi á? À? Không đi học nữa à? Có sao hôm nay được nghỉ? Yêu rồi, ở nhà lấy chồng rồi đúng không? Lấy chồng chưa? À đấy, lấy chồng rồi. Lấy chồng từ năm bao nhiêu tuổi rồi? Vừa mới lấy. Vừa mới lấy á? Có con chưa? À cảm ơn nhá, đây hai mẹ con à? Chúc em đắt hàng nhá. Ô em bé xinh gái quá. Đây ở khu vực dưới này thì mình thấy họ trao đổi buôn bán hàng hóa thì cũng khá là thú vị nha các bạn nhé. Đây những cái chai thuốc xoa bóp này, cái này họ ghi ra này, vì nhiều người họ ghi ra này để dân họ đọc nó dễ hơn đấy. Đau lưng này, xương khớp đau dần thành thoái hóa cuộc sống các thứ này. Chữa sỏi thận này, cao huyết áp cho này các bạn. Đấy, có rất là nhiều này. Cái này chứa viêm gan, viêm phổi này các bạn. Đó. Chứa bệnh trí nội, trí ngoại này các bạn. Bổ máu này. Đó. Đây, có một số người thì đi mua những cái cuốc, cái sẻng về để làm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ở trên này thì mùa này ấy, thì là đang là mùa họ cấy ngô này các bạn. Trồng ngô, rau ngô đầu năm các bạn. Ở trên này thì họ trồng rất là nhiều ngô. Lúa thì họ chỉ trồng cấy một vụ duy nhất là đó là tháng 6. Tháng 5, tháng 6 âm lịch các bạn nhé. Đây là khu vực cổng chợ này các bạn. Đó. Cổng chợ thì trong này họ bán là ẩm thực các thứ này. Và ngay ngoài đường mình thấy họ bán có lại giống rau củ quả này các bạn. Và giống thuốc này các bạn. Chào cô nhá, quay tí nhá. Đây là củ tam thất khô các bạn. Các bạn mang về tán thành bột ra nhá các bạn. Pha nước nóng với lại mật ong dùng để uống này các bạn, dùng để chữa những cái bệnh như vừa nãy mình kể rất là hiệu quả nha các bạn nhé. Đó, đây là những cái loại hạt để chữa dạ dày này các bạn, nó sang ấy. Còn đây là những cái quả dùng để chữa ngộ độc thức ăn này các bạn. Đó. Đây ngay khu vực này thì mình thấy có một bà cô ấy thì họ đang nướng bánh này các bạn, bánh ở trên vùng cao ngón, họ làm từ gạo nếp nương này các bạn và họ trộn với gấc ăn nó rất là thơm ngon. Điểm mình thử đi vào trong này xem trong này thì họ có các mặt hàng gì nhá các bạn nhé. Đây họ bán cuốc, bán sẻng này các bạn. Đầu năm thì chợ nó cũng hơi vắng một chút các bạn. Dao, những cái dao đánh từ nhíp ô tô này các bạn. Đó, đây là dao chặt gà, cái dao chặt gà. À vâng. Đây còn đây là khu vực ẩm thực thì các bạn, khu vực phở này các bạn, đa số là gà đen, lợn đen các bạn. Chào cô. Gà đen này. Gà này ngon đấy nhỉ. Quá là chất lượng luôn. Gà này thì mình bán thế nào đấy? Một lạng 40.000. Đây các bạn ơi, đi vào trong khu vực ẩm thực này, những cái làn khói tỏa ra từ những cái bếp này các bạn. Đó, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Ở đây thì mình thấy có một chú là sử dụng mèn mén óc đậu này các bạn. Đó, dùng để ăn sáng này các bạn. Đó. À, nãy trên đường chú mời cháu ăn thịt chó là chú ngồi đây à? Đầu năm không ăn đâu. Không ăn đâu. Đầu năm cháu không ăn thịt chó đâu. À, cái này là làm gì đấy? Thắng cố chó à?
À, thăn cua chó. Rồi ăn. Nhưng mà cháu thật sự là không ăn được thịt chó. Ăn nhiều nó gút. hạn chế ăn thôi. Các bạn, mình thì đang béo hay đang thừa chất đấy các bạn. Rất là nhiều bạn hỏi mình là đi chợ phiên sao không thưởng thức ẩm thực. Thật ra là mình cũng ăn rất là nhiều nhưng mà mình ngại quay thôi. Mình ăn thì nó thừa chất đấy các bạn. Đó. Cơ thể mình đã đủ chất rồi, ăn nhiều nó sẽ gút, sau này nguy hiểm lắm các bạn. Rồi vừa rồi mình phải kiêng thịt hết tầm 2 tháng trời ấy, thì mình đi khám ấy, thì cái chỉ số gút nó lên cao quá các bạn. Mãi nó mới xuống cho. Thế là ăn thịt chó với mèn mén ốc đậu à? Ngon đấy nhỉ? Ngon đấy. Ừ. Thế để tuần sau cháu qua ủng hộ nhá. Tuần này thì nó đầu năm cháu chưa ăn đâu. Cảm ơn cô chú nhá. Chúc cô chú đặt hàng nhá. Các bạn ạ, ở trên các chợ phiên vùng cao thì không thể thiếu được những khu vực họ bán lợn, bán chó con này. Đó. Cái khu vực bán động vật này thì cũng rất là nhộn nhịp này các bạn. Đầu năm này các bạn, đầu năm họ cũng đi mua rất là nhiều động vật. Ở đây thì họ đa số là nuôi lợn đen các bạn nhé. Và chó mông bản địa. Bây giờ mình thử đi hỏi giá lợn ở đây họ bán như thế nào cho các bạn nhé. Cho các bạn cùng tham khảo. Rất nhiều bạn là hỏi mình là giá lợn bán như thế nào. Thật sự là mình đi quay chợ phiên ấy, thì lợn và chó mình có hỏi giá rồi nhé các bạn nhé. Mình thì có hỏi rồi. Các bạn thì có thể xem video xong là tham khảo. Đây có con lợn này rất là hay. Con này của anh à? Con này lông dài nhỉ? Cái này chắc thả rông rồi, không được ăn gì nhiều nên là lông nó rất là dài. Con này mình bán bao nhiêu anh? Con này 2 triệu, hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu à? Mình có được cân nó bao nhiêu cân không? Chắc không cân đâu nhỉ? 27 cân. À 27 cân à? À bây giờ cân rồi à? 27 cân con lợn này các bạn. Đây, một số người thì bán cái con lợn con ấy cho vào những cái bao tải như thế này các bạn. Đó. Mang ra phiên chợ vùng cao để bán này các bạn. Thử hỏi xem con này bao nhiêu. À chị gái ơi, con này mình bán bao tiền? 2.4 triệu. Đó. 1.4 triệu một con lợn, cũng rẻ thôi. Mình lấy đòn gánh đi để chị gái lấy đòn gánh đi để gánh lợn mang về nuôi à? À, chưa chọn được con nào ưng ý à? Chưa à? Chọn lợn cũng khó tính phết nha. Đây. Lợn này. Mấy cô này rất là nhiều các bạn. Mỗi người là mấy bao tải luôn. Đó. Lợn la liền luôn. Đây, bạn có thể thấy này. Nhiều nhà cô nhà. Nhà cô có mấy con đấy? Từ đây trở đến đây à? Đến đây à? 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 7 con. 7 con lợn luôn các bạn. Chưa chọn được con nào ưng ý à? Wow. Nhà nhiều lợn hết chú. Mấy con đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. Nhà mấy con lợn nái mà để được nhiều này? Chắc bán sáng nay bán được bao nhiêu con rồi? Ây da, được đấy. Chúc chú đặt hàng nhá. Cảm ơn chú nhá. Đây, các bạn hãy quan sát lại một lần này. À, đây là khu vực bán chó này. Mình lang thang sang bên này. Đưa các bạn đi chơi nha các bạn nhé. Chơi và trải nghiệm mà. Ồ, chó đẹp nhỉ. Bao tiền con này đấy? 500. Sao để nó ra ngoài đi cho trong lồng như này. Thả ra ngoài mọi người mới biết được chứ. Đẹp nhỉ. 500 một con chó. Trong lồng này có mấy con? 2 con à? Này bán thế nào đấy chú? Con này 2 triệu rưỡi à? Sao cho trong lồng như này? Bế nó ra ngoài cho xem. Con vàng này. Sợ nó chạy mất à? Ủa mập thế. À nó rất là năng động luôn. Nó trèo ra ngoài luôn này. Con đen này là 2 triệu 500 à? À con đấy 3 triệu cả. Thế con này 2 triệu 500 à? À đắt nhỉ. Các bạn ạ, như vậy thì Lượng vừa đưa các bạn đi chơi và khám phá trải nghiệm xong cái chợ phiên ở trên vùng cao này nhá.
Bây giờ thì mình xin phép được gác máy tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video lần sau.